Chào cả nhà. Hôm nay chú Sáu đi thả lưới. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Đi thả lưới kiếm mới cá về nấu cơm ăn. Mong cả nhà đi theo chú Sáu thả lưới nha. Tính nay nó thả lưới. Mấy chuyến trước nó thả có cá nhiều lắm, cho nên hôm nay chú Sáu để cho nó thả. Dùng dùng phải dùng có mở hết đầu dây chưa con, mở hết đầu dây trên cái pha cái chai chưa tích nãy con mở đầu dây chưa mở cái đầu dây nè dính dưới chân con dính chân. Ở đây có con sông lớn lắm cả nhà, nhưng mà ngày hôm nay cũng không thấy chiếc ghe xuồng nào qua lại hết. Thả lưới ở đây cũng thả cặp cặp mé, sợ thả ở giữa sông thì xích ra ngoài sông có ghe xuồng qua lại cũng sợ máy người ta chạy người ta cuốn, cho nên thả xong rồi mình cũng phải ngồi mình giữ. Có ghe chạy qua mình chỉ thì ghe đó người ta sẽ tránh cái lưới của mình. Cái dùng 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 bỏ có dùng dùng con để đẩy cái tay con xuống cái thau luôn cũng được. Nó dướng là gì đó, nó dướng. Thả cho dùng dùng đó. Cái chân con dính vậy, dính vậy. Dính nó dưới dướng nó tính con dục qua đó là cái chì nó quăng qua bên kia rồi. Dính với cái chì này nó nằm bên bên đó, con dục vậy con dục qua. Xì xì nó căng. Tôi nắm cái bí phao đó, nắm lưới phao, nắm lưới phao nó mới không lộn lưới chứ. Nắm lưới phao lâu lâu cái con dục cái xì chứ. Ở đây mình dùng để đựng căng đó. Ở đây mình căng đó.
căng này căng quá. Căng này khó căng. Buông đi, buông. Buông đẩy xuống đi, giật đẩy xuống luôn. Căng. 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 Bỏ đi không? Bỏ đi. Bỏ đẩy xuống đi để con gị cái nó căng. Căng. Nó dùng cái chút nữa. Trong nước trong này con thả cái của con đi. Thả tiếp từ đây luôn. Chín con cá rô mọi người ơi, chín con cá rô. Hồi nãy giờ đi thả thì cũng ngâm hơi lâu. Thì bây giờ dỡ lưới lên nha mọi người. Mà dỡ mới dỡ lên khúc đầu tiên nó đã dính con cá rô rồi. Dính con cá rô đầu tiên nha mọi người. Còn cá rô thả lưới nữa. Thì lỏng chì thôi. Thôi dính hai con cái luôn cái nhà ơi. Dính hai con. Này chắc một cặp của nó đang đi đây. Cho nên dính lượt hai con. Hai con luôn. Được một con nữa thì cả nhà mình này một cặp, hai con dính gần nhau, hai con cá này dính gần nhau, con nữa hai con kế bên đó mọi người. Ừ dính cá phi bự quá. Cá phi bự quá đó. Quá bự cả nhà, con này cũng mấy lạng cả nhà. Có khoảng 4 lạng á, 4 5 lạng luôn. Cá bự quá. Chưa ngang nè, cái cá nó sẽ bự hơn. Cá chà bá luôn. Sửa sửa luôn, sửa sửa cái tầm này luôn. Sửa cái tầm này. Đó, sửa là gì? Có bữa lật xong chín con cá rô phi nữa cả nhà ơi. Cá rô biển chứ, chín con cá rô biển. Chín cá rô biển cả nhà. Dính cái trên đây không, dính cục dây. Còn dính hai con luôn cả nhà ơi, dính hai cá rô nữa. Đây cá rô nhiều quá. Dính cá rô quá chừng cá rô biển luôn. Cá rô với con cá phi, cá rô biển quá chừng. Hai con cá rô biển cả nhà, hai con. Dính lên trước. Mình tính đi thả hên hơn. Dính con nữa kìa cả nhà. Con cá rô nữa cả nhà ơi, cá rô biển nữa. Cá rô không, này về cá rô kho tiêu là ngon luôn. Cá rô nữa con kìa cả nhà. Cá rô. Là chúng luôn cá rô rồi. Chúng luôn cá rô cả nhà ơi. Ngay lên. Được con nữa cả nhà, còn nữa. Dỡ lên cơ tên. Quấn lưới quá chừng. Con đó nè cả nhà. Chưa. Rồi. Rồi đâu rồi. Chưa.
tiếp tiếp nè cả nhà. Còn nữa. Còn nữa. Dưới còn nữa. Quá trời cá. Tính thả dòng sao? Sao dở quá. Sao thả từng tạt từng là dính lưới rồi mà chứ không dính. Con nghe nhà. Ôi, đón con nữa. Đón con nữa. Ôi, liên tiếp luôn. Dính cái này là dính cá liên khúc cả nhà ơi. Khúc dính. Dính liên khúc, khúc dính còn. Con đó hả? Con nữa. Cái này làm như là cái ổ cá rô rồi cả nhà. Chắc là ổ cá rô. Này là ổ cá rô cả nhà. Ngâm lâu quá mà lại không có trời, ngâm mấy tiếng hồ rồi. Ngâm từ nào giờ, giờ kéo nó dở. Dính con cá rô nữa cả nhà. Con cá rô. Này ngâm lâu quá, cá rô này nó bị chết rồi. Chết luôn hả Tính? Lên con cá đó cả nhà. Dính con nữa. Ờ, dính con cá bự quá. Luôn. Chết, chết luôn hả? Chết chưa? Ờ, ừ. Ừ, cá rô bự ghê luôn. Nhớ lâu ghê à. Đang đây kìa. Cái rô này hết hồn được chứ. Này mới chết à, cả nhà kìa. Cá rô bự quá. Không chừng nó chưa chết, nó giả bộ quá Tính. Ôi, cá rô bự quá cả nhà. Để ngâm lâu quá, cá rô này nó cũng hơi ngọt rồi. Cái đường bên đây tàn tin là dính cá rô với cái rô bị đây cá rô bên đây Tính, nó bên đây đầm quá đó, bên đây đầm quá thấy không? Con đó là cái nhà. Chạy cuốn lên này. Cái lón này là luống làm như ổ cá rô. Ơ, dính con nữa. Cá rô không, cá phi hay gì á? Cá rô nó, cá rô biển không mọi người. Chết luôn hả? Nhìn lên Tính. Nhưng còn cá nữa đó mọi người. Tính dính con nữa lên cả nhà. Có thằng Tính đi thả lưới dính cá nhiều hơn chú Sáu thả. Đó đây, con nữa kìa. Mà ngâm chết lâu hết quá rồi. Thì nó chết hết cả nhà. Rồi vô lên con. Để lâu quá cá rô này chết hết cả nhà. Chết hết.
hai ba con luôn. Hình như ngay chỗ này là cái luống của cá rô không à. Cả nhà ơi. Con đó cũng còn sống hết tính. Cảm ơn Vinh. Qua wow, luôn. Thôi cái clip này cũng xin đây thành quả của thả lưới buổi ngày hôm nay nè cả nhà. Có con cá phi bự, còn còn bộ là mình dính cá rô không à. Cá rô cũng vậy. À. Có cá rô đó nặng có khoảng nửa ký cả nhà. Qua wow, chừng không. Cá rô trong đó. Là hôm nay được bao nhiêu cá này về cái nóc canh chua rồi kho rồi cũng được. Có tính thả hôm nay hên quá. Thôi clip này xin tạm dừng nơi đây nha cả nhà. Chúc cả nhà theo chú Sáu thả cá vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh cho chú Sáu nha. Chào tất cả.